Tiêu Chiến lại bị đem lên bàn cân so sánh với Vương Nhất Bác, cũng đẹp nhưng không sánh bằng. Dù từng là bộ đôi có độ đẩy thuyền nằm trong top của các fan xứ Hoa ngữ, thế nhưng việc Tiêu Chiến luôn bị mang ra để cân đo đong đếm với Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau thành công của hai bộ phim Vùng Biển Trong Mơ ấy và Ngọc Cốt Dao, Tiêu Chiến hiện đang là nam diễn viên nhận được sự quan tâm của công chúng cũng như giới truyền thông. Chính vì vậy, mọi sự kiện có sự góp mặt của anh chàng đều nhanh chóng thu hút sự chú ý tới từ khán giả. Danh tiếng của anh chàng cũng đem về lợi nhuận khủng cho các thương hiệu mà nam diễn viên này đang hợp tác. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tiêu Chiến đã bất ngờ xuất hiện trong buổi phát sóng trực tuyến của một nhãn hàng. Điều đặc biệt nhất diễn ra trong buổi phát sóng này chính là tạo hình mà Tiêu Chiến lựa chọn để muốn thể hiện. Có thể thấy nam diễn viên Ngọc Cốt Dao mặc yếm bò kết hợp cùng áo phông xanh vừa mang lại cảm giác năng động trẻ trung, vừa khơi gợi lên hình ảnh thương hiệu của nhãn hàng. Đặc biệt hơn cả, Tiêu Chiến còn lựa chọn mặc yếm theo phong cách hững hờ, nghĩa là để một bên vai yếm tụt xuống. Phong cách thời trang có phần phá cách và trẻ trung này của Tiêu Chiến trong sự kiện vừa qua không khỏi khiến khán giả nhớ tới những tạo hình trước đó mà Vương Nhất Bác từng thể hiện. Trong trang phục yếm, Vương Nhất Bác lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến toát lên sự trẻ trung năng động thì bạn diễn của anh chàng trông thật sang chảnh và phong cách khi khoác lên mình mẫu thiết kế đắt tiền tới từ nhà mốt nổi tiếng. Bên cạnh những bình luận so sánh thì cũng có không ít khán giả cho rằng việc đặt hai tạo hình trong hai hoàn cảnh khác nhau là vô cùng khập khiễng. Trong khi Tiêu Chiến chỉ tham dự một sự kiện livestream bình thường thì Vương Nhất Bác lúc đó lại góp mặt trong một sự kiện có đông khán giả với giới truyền thông, nên chắc chắn trang phục cũng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị cao hơn. Sau thành công từ Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều trở thành những ngôi sao được săn đón hàng đầu Hoa ngữ. Bên cạnh đó, cả hai cũng không ít lần bị mang ra làm gương so sánh với nhau, khiến fan riêng của cả hai nam diễn viên tranh cãi dữ dội. Vương Nhất Bác xuất thân là thần tượng, từng ra mắt ở Hàn Quốc và ít kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng chỉ sau 3 năm, nam diễn viên đã trở thành cái tên được các đạo diễn đình đám săn đón. Ngoài phim ảnh, Vương Nhất Bác còn khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc. Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý nhạc Hoa. Anh được xem là gà đẻ trứng vàng trong showbiz Trung Quốc. Cũng giống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X9, trở thành ngôi sao lưu lượng kể từ sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh lên sóng giữa năm 2019. Sau thành công này, tên tuổi anh lên như diều gặp gió. Nam diễn viên sinh năm 1991 có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội. Theo trang báo điện tử VLinked, Tiêu Chiến tiếp tục đứng top đầu bảng về độ nổi tiếng, giá trị thương hiệu. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, anh đóng vai chính trong Đấu La Đại Lục cũng tạo được cơn sốt không nhỏ với fan hâm mộ. Sau đó anh còn được mời tham gia nhiều dự án khác như Dư Dinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Ngọc Cốt Dao. Bên cạnh thành công rực rỡ, mối quan hệ của cả hai cũng là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm lớn của netizen đất nước Tỷ Dân. Có nhận định cho rằng dù chỉ là bạn diễn, thế nhưng từ sau Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô hình trong mắt fan hâm mộ sớm đã như hình với bóng. Chính vì thế, ngay khi thông tin fan của Tiêu Chiến đã ấn report báo cáo và đánh sập hai diễn đàn lưu trữ fanfic chuyện hư cấu do fan viết của nam diễn viên và Vương Nhất Bác, khi đang là tâm điểm, Tiêu Chiến không hề lên tiếng xin lỗi thay fan mà giữ yên lặng. Chính điều này càng khiến công chúng tức giận, quyết tâm tẩy chay mọi tác phẩm, dự án phim của nam diễn viên. Sau đó, Đài Hồ Nam thông báo hoãn chiếu bộ phim truyền hình Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn với sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến. Theo Sina, trong thời gian đó, nhiều người không tìm thấy phim Ngọc Cốt Dao phát sóng dù đã đóng máy từ lâu. Thời gian qua, sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến đang dậm chân tại chỗ. Mỹ Nam không thông báo dự án mới mà chỉ tập trung vào việc đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí.